Xin chào cô chú anh chị, em là Điền đây. Hôm nay em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú anh chị một bất động sản mà nằm ngay khu dân cư khá là đông. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cô chú anh chị ơi. Thì cái hướng sau lưng em đây là cái đường mình đi thẳng ra là ra tỉnh lộ 329 anh chị. Từ đây mà ra đó thì khoảng là 600m, cũng như ra ngoài đó là gặp ngay trường Trung học cơ sở Hòa Hội luôn nha anh chị. Đây em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú anh chị một bất động sản mà có 9m3 mặt tiền đường nhựa, sâu là 30, nở hậu là 13m, có sẵn 40 thổ cư anh chị, mà giá chỉ có 1.2 tỷ thôi. Rồi em sẽ quay cận cảnh cho cô chú anh chị mình xem bất động sản mình ha. Đây cô chú anh chị, trước khi vào đất của mình thì anh chị có cái ngã ba này ha. Cái ngã ba này á là cái đường đi ra này là 329 rồi nè. Đó, đi thẳng ra 600m là ra rồi. Và cái hướng này thì vào khu dân cư cũng như là đi thông ra lại được 329 luôn ha. Rồi bây giờ mình từ ngã ba này em sẽ đi vô đất mình ha. Đất mình sẽ nằm với mặt tiền đường nhựa này. Thì từ cái đường nhựa kia, ngã ba kia mà vô đây thì khoảng là mấy chục mét thôi là vô tới đất mình rồi. Đất mình thì em nhắc lại một lần nữa là 9m3 và sâu là 30, nở hậu là 13m, có sẵn 40 thổ cư. Anh chị có thể thấy khu dân cư đã xung quanh rồi, rất là đông rồi. Bên kia cũng anh chị có thể thấy bên kia nhà cửa rất là đông. Điện nước là đã tới nơi rồi anh chị. Đấy, đất mình là ranh từ đây ha. Ranh từ đây là 9m3 nè. Qua bên tới bên này. Đó. Đất mình đã rào trụ xung quanh rồi anh chị. Sâu là 30m, sâu vô tới hết trụ kia ha. Nở hậu 13. Và có sẵn 40 thổ cư. Ở đây là đã có điện nước tới nơi rồi anh chị. Từ vị trí bất động sản mình mà ra tới cái Ủy ban nhân dân xã cũng như là đi ra trường học thì gần đây rồi, khoảng 600m rồi. Ủy ban xã thì khoảng là 3 cây rưỡi anh chị. Và từ đây mà đi ra tới biển Hồ Tràm thì chắc khoảng là mất hết 20 phút đi đường anh chị. Và em xin nhắc lại một lần nữa là bất động sản của mình là có mặt tiền là 9m3, sâu 30, có 40 thổ cư anh chị. Đây, ở gần cái ngã ba đây. Đây, khu dân cư quanh đây thì anh chị có thể thấy rất là đông. Đây, anh chị có thể thấy đi ra một chút xíu là ra trường Trung học cơ sở Hòa Hội rồi, và cũng như là trường Trung học phổ thông luôn ha, cấp 2, cấp 3 luôn. Đây. Và mình đi đường 329 mình sẽ đi ra ủy ban này, và mình đi ngược lại là mình đi Hòa Hiệp anh chị, cũng như là vòng ra Bình Châu ha, vòng ra lại biển Bình Châu. Từ Sài Gòn về đây cũng rất là gần anh chị, 2 tiếng rưỡi đồng hồ đi đường cao tốc. Đường 329 này mình đi thông ra quốc lộ 5 này. Quốc lộ 5 thì anh chị cũng đã biết rồi, thông đi Bình Thuận cũng như là đi thành phố Hồ Chí Minh. Từ đây xuống biển Hồ Tràm khoảng 20 phút anh chị. Ý đất của mình thì nằm gần với cầu 3 anh chị ạ. Giá chỉ có là 1.2 tỷ thôi, có chắc có thương lượng bất chế tờ rồi. Cô chú anh chị nào mà quan tâm tới bất động sản này thì liên hệ với em sẽ dẫn cô chú anh chị mình xem thực tế bất động sản này. Cô chú anh chị nhớ nhấn đăng ký ủng hộ kênh của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.